Sing sing. Ayo, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh chơi game của mình nha. Mình là Hậu và như mọi người đã thấy những pha highlight mình để đầu game thì trận đấu ngày hôm nay chắc chắn sẽ là một trận đấu vô cùng kịch tính, mãn nhãn và gay cấn trong hành trình gánh nghiêu lên cao thủ của mình nha. Đầu game mình ăn bùa đỏ lên để cấp 2 và xuống gánh cho top mình. Bao vô, chiêu 1 đánh thường, chiêu 2 đánh thường, nhưng mà gấu đang còn quá yếu máu và Bijan bên kia dùng bộc phá, gấu đã phải để lại chiến công đầu cho Bijan, nhưng mà mình cũng đã trả thù cho gấu. Sau khi farm hết một vòng rừng, mình lên ganh ở đường rồng và dùng chiêu cuối ba vô đánh thường, chiêu 1 đánh thường, chiêu 2 double kill dành cho Paine. Darcy đã dùng chiêu cuối nhưng người yêu của mình đã làm chán thành công, mình đã hồi chiêu và chiêu 1 đánh thường, chiêu 2 đánh thường. Mạng thứ 3 của Alice đã thuộc về mình, triple kill dành cho Paine, 4 mạng ở phút thứ 2 và chắc chắn cái mạng của thằng Darcy này cũng sẽ thuộc về mình nha các bạn. Khi này Bijan team bạn đang lên, đáng lý ra mình nên trừ cái chiêu 1 lại để mình bay về, còn đây mình đã xài cả 2 chiêu để mình ăn lính luôn thì bây giờ 2 thành viên team bạn xuất hiện. Chiêu cuối của mình thì chưa hồi và tất nhiên mình phải để lại cái mạng đầu tiên. Sau khi hồi sinh thấy Violet đang ăn con rồng, mình bay chiêu cuối vô đánh thường, chiêu 1 đánh thường, chiêu 2 đánh thường và cái mạng thứ 6 của Alice đã thuộc về mình, 6 mạng ở phút thứ 3 và Violet sẽ là người tiếp theo. Còn con Natalia này nó đã bật chiêu cuối và nó lấy thành công cái mạng của người yêu mình, nhưng mà mình ở phía sau mình chém và triple kill dành cho Paine nha, quá ghê. Khi này thì mình ăn con rồng cho team luôn nha. Còn về bản ngọc của Paine thì mình lên 10 viên công phép xuyên giáp phép, 10 viên hút máu phép và 10 viên xuyên giáp phép tốc đánh nha mọi người. Sau đó mình xuống ganh cho top và gặp Bijan. Bijan đã bật chiêu cuối nhưng mà mình bị mình tiếp cận nên nó phá được chiêu cuối của Bijan, chiêu 2 đánh thường, chiêu 1 đánh thường và cái mạng thứ 9 nó đã dành cho mình, 9 mạng khi chưa đến phút thứ 4, quá là năng suất luôn các bạn. Pha này thì mình đẩy trụ đường top luôn nha. Và mọi người ơi, hãy nhớ đừng quên uống nước nha, mình cũng làm một ngụm đây. Quá đã. Sau đó mình qua gần ở mid và thấy Natalia đã mất chiêu 2, mình chiêu 1 bay vô. Natalia đã sử dụng cái tốc biến nhưng vẫn trong tầm của mình và cái mạng truyền thuyết dành cho Paine. Sau đó mình lại chuyển qua ganh cho đường rồng, mạng thứ 11 huyền thoại dành cho Paine và sau đó chắc chắn là cái mạng thứ 12 double kill dành cho Paine, đánh quá ghê. Mình hỗ trợ đẩy lính cho nhanh xong rồi đi farm tiếp nha. Sau một hồi farm thì mình thấy combat nó nổ ra, mình bay chiêu 1 vô gặp Natalia và đánh thường, chiêu 2 đánh thường và chiêu cuối bay về. Natalia đã sử dụng cái băng xương và nó đã sống sót. Mình hồi chiêu và bay vô đánh thường, chiêu 2 đánh thường, nhưng mình cũng đã bị dính cái chiêu cuối của Darcy và nó kéo mình ngay ở chính giữa cái trụ. Như vậy là mình đã phải lên bảng điểm số, bỏ lại cái mạng thứ 2 trong trận đấu này. Mình quyết tâm trả thù bằng cái pha combat tiếp theo và mình chiêu 1 bay vô tiếp cận Bijan và Bijan đã phải để lại cái mạng đầu tiên trong trận combat này. Sau đó mình chạy ra ngoài đợi hồi chiêu và mình hồi chiêu, mình sử dụng chiêu 1 bay vô và đánh thường, chiêu 2 đánh thường, mình đã hồi chiêu cuối bay thẳng vô Violet và sau đó mình hồi chiêu, mình chiêu 1 bay vô Natalia, nhưng mình cũng đã phải lên bảng điểm số cùng với Natalia. Hiện tại mình đã ăn được 17 mạng và chết 3 mạng, hỗ trợ 2 mạng ở phút thứ 7. Sau khi hồi sinh mình định bay chiêu cuối vô hỗ trợ combat nhưng mà Toro và Azenka quýnh quá ghê và cái mạng siêu việt dành cho Azenka, người yêu của mình sử dụng chiêu 1 đánh thường, chiêu 2 đánh thường để ăn con bọ này và chạy qua đây tiên và sử dụng chiêu cuối tiếp cận con tà thần. Mình đánh thường, chiêu 1 đánh thường, chiêu 2 đánh thường, được 1/3 cây máu của con tà thần. Mình kêu AD rút lui để phụ mình ăn cái con này cho nhanh nhưng mà nó cứ ở mid. Không sao, mình đã ăn được con tà thần này và mình quyết định thả ở đường rồng bởi vì gấu cũng đang đẩy ở đường tà thần, phòng trường hợp đường rồng bị đẩy lẻ nha các bạn. Bay vô tiếp cận Alice và đánh thường, chiêu 2 đánh thường, chiêu cuối bay về, ăn được cái mạng của Alice, mạng thứ 18 dành cho mình trong khi mình vẫn còn gần nửa cây máu. Mình đi pha một chút xíu đầy máu và thấy đường rồng khi nãy mình thả tà thần, lính nó đã dâng cao lên tới trụ thứ 2 của team bạn. Mình bay chiêu cuối vô định đánh trụ nhưng lúc này đã xuất hiện Violet và Violet nó đã phải tốc biến để giữ khoảng cách với mình, nhưng sau đó nó lại lộn lên và mình hồi chiêu, mình chiêu 1 bay vô nhưng lại có thêm Natalia nữa thì bỏ nha mọi người, bởi vì Natalia nó có chiêu 2 gây choáng, là nó chỉ cần xịt cái nữa là mình sẽ lên bảng điểm số nha. Mình đi farm chút xíu để hồi máu. và mình hồi chiêu, mình bao chiêu cuối vô và đánh thường chiêu một, đánh thường chiêu hai, đánh thường. Nhưng Pizza đã không chết, quá trâu, nhưng sau đó cũng phải để lại một cái mạng cho người yêu của mình. Như vậy là ba thành viên của team bạn đã phải lên về điểm số và Darcy đã bị người yêu mình choáng thành công. Như vậy là team bạn đã phải 4 thành viên ở trên bảng điểm số, quá nhiều lợi thế dành cho team luôn nha. Sau khi hồi sinh mình đã ăn con rồng cho team và mua được một cái quả cầu băng xương. Sau khi có quả cầu băng xương thì mình hoàn toàn tự tin. Ba chỉ một vô, tiếp cận 4 thành viên team địch, mình đánh thường chiêu 2, đánh thường bấm qua cầu băng xương, ở trong trụ của team địch. Và sau khi hết băng xương mình bấm chiêu cuối bay thẳng vào đội hình team địch và bể luôn cái trụ, đồng thời lấy được 2 mạng của team bạn. Nhưng còn 3 mạng còn lại thì sao? Mình hồi chiêu và mình ba chỉ một vô và một lúc cả 3 thành viên team địch đã phải lên bảng điểm số. Megakill dành cho mình. Được dịp có pha highlight đẹp mắt. Nếu các bạn thấy video của mình hay và muốn ủng hộ mình trong hành trình gánh người yêu lên cầu thủ cũng như là hành trình cày cục vàng fan của mình thì đừng quên hãy chiêu 1 đánh thường cái nút like và chiêu 2 đánh thường cái nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ video mình đăng mỗi ngày nha. Và như vậy video của mình đến đây là hết rồi. Xin cảm ơn mọi người đã xem hết video nha. Mình yêu mọi người rất nhiều và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo nha. Bye bye.